season. Xin chào các bạn. Lại một tuần mới bắt đầu rồi. Thấy nhiều bạn bảo là đang bắt đầu vào cái cuộc hành trình học tập cũng như là bắt đầu quay trở lại làm việc các thứ rồi, đúng không? Thì mình chúc mọi người có những cái quá trình làm việc và học tập mới thật là thành công và đạt nhiều kết quả tốt nhé. Hôm qua mình có đăng trên tab cộng đồng cái ảnh mình đi hiến máu, thì mình có đăng cái cáp là bán máu, thì nhiều bạn cũng tưởng thật, các bạn ý hỏi thăm mình, thì mình xin đính chính lại là mình đi hiến máu các bạn nhé, chứ mình không có đi bán máu nhé. Mình hiến máu thì cũng được, lần này là lần thứ 3 rồi, lần thứ 3 mình đi hiến máu rồi. Chia sẻ một chút đến mọi người như vậy, mình đăng cái cáp cho nó vui thôi, chứ không phải là mình đi bán máu gì nhá. Tiếp đến là mình nói về cái Super Thanh. Thì mình muốn gửi lời cảm ơn đến hai bạn khán giả gửi tặng mình cái Super Thanh. Đầu tiên là một bạn hội viên trên kênh của mình, đó là bạn Đức Anh. Bạn ý có gửi Super Thanh và muốn mình nhận xét góp ý đội hình của bạn ý này. Và bạn ý chúc mình nhiều sức khỏe. Rồi thì mình cảm ơn bạn Đức Anh rất là nhiều nha. Mình cũng chúc bạn thật là nhiều sức khỏe nha. Tiếp đến là một bạn khán giả với cái nickname là Long Nguyễn. Bạn ý cũng gửi tặng mình một cái Super Thanh và bạn ý muốn mình góp ý về đội hình của bạn ý. Và ok, mình cũng chúc bạn Long Nguyễn thật là nhiều sức khỏe nhá. Được rồi, tại sao mà hai cái Super Thanh này mình không cảm ơn ở đầu video như mọi khi? Vì mình muốn nói thêm về cái Super Thanh này trong nội dung chính của video ngày hôm nay. Sau đó thì mình sẽ nói về cái một chút về cái phiên bản cập nhật mà mọi người đang hỏi mình rất là nhiều nha. Như các bạn đã thấy là cả hai bạn khán giả này đều tặng mình Super Thanh với cái mong muốn duy nhất là mình góp ý nhận xét đội hình của các bạn ý. Như cái đợt trước ý, mình cũng đã tuyên bố rồi là mình không nhận xét đội hình của mọi người trên video nữa. Đấy, mình không nhận xét đội hình của mọi người trên video nữa. Nếu bạn nào mà muốn mình nhận xét ý, thì bình luận bên dưới và phải nói rõ ra là các bạn phân vân sự lựa chọn gì đó thì mình có lời khuyên. Chứ nếu mà các bạn bình luận chỉ đơn giản là nhận xét đội hình này, hoặc là đội hình các bạn cảm thấy nó sao sao ý, nó không ổn ý và các bạn muốn mình nhận xét thì mình sẽ không nhận xét những cái đội hình như vậy. Thì video hôm trước ý, mình có nhận xét đội hình của một bạn khán giả, bạn ý cũng tặng mình Super Thanh để mình nhận xét đội hình. Thì mọi thứ nó cũng bình thường nên nó không có gì cả. Thì theo như mình ý, thì người ta tặng mình Super Thanh, người ta mong muốn thì mình có thể làm được, thì mình đáp ứng cái mong muốn của người ta thôi. Nhưng mà cho đến khi mình đọc được một cái bình luận của một bạn, đây ý, lại là còn một cái bạn mà gọi là thuộc dạng gọi là fan cứng theo dõi mình lâu ấy, thì bạn ý lại có ghi một cái câu là mình thực sự rất là buồn. Bạn ý ghi là mình đã tuyên bố là không nhận xét đội hình rồi, ấy vậy mà chỉ cần một cái Super Thanh thôi là mình nhận xét. Tuy ra là gì, chỉ cần cho mình ít tiền thôi là mình sẽ nhận xét đội hình của các bạn. Đấy, mọi người xem đọc nó có tổn thương không? Mình chưa cần biết là bạn ý nói có cái điều ác ý hay không, nhưng mà bản thân người đọc là đã thấy bị tổn thương rồi. Mọi thứ mình làm thì rất là minh bạch, mình chẳng có gọi là lôi kéo hay là dụ dỗ hay là chiêu trò lừa đảo gì mọi người cả. Mọi người tặng mình thì mình đều cảm ơn rất là chân thành trên video thôi, không hề có một cái chiêu trò nào cả. Nhưng mà đọc được cái bình luận như thế thực sự là tổn thương cực kỳ luôn các bạn, quá là tổn thương luôn. Nên là mình muốn nói như thế này, các bạn ý, yêu quý mình, tặng mình Super Thanh, nhưng mà các bạn không nên tặng mình Super Thanh chỉ vì muốn mình nhận xét đội hình. Đội hình của các bạn phân vân, các bạn thắc mắc gì đấy, các bạn khó lựa chọn gì thì các bạn bình luận bên dưới thì mình sẽ đưa ra cái lời khuyên. Rất nhiều bạn mình đã đưa ra lời khuyên rồi, các bạn không tin có thể kiểm chứng những cái video trước. Mỗi video thì cũng sẽ có vài bạn ấy bảo là phân vân mua con này, mua vũ khí kia đấy, mua đồ nọ đồ kia thì mình đưa ra lời khuyên đấy, lắp cái nọ cái kia thì mình đưa ra lời khuyên, thì mình đều bình luận, mình trả lời các bạn ý. Còn những cái bạn khán giả mà chỉ bình luận chung chung ấy, là đưa ra cái lời góp ý đội hình thì mình sẽ không trả lời đấy, mình chỉ trả lời những cái bạn mà có cái sự thắc mắc cụ thể thì mình mới trả lời thôi. Được rồi, thì vậy nên ấy, trong video này để gọi là không bị những cái lời đàm tiếu qua loa linh tinh, không bị nói gọi là chiêu trò nọ kia, thì khi mà mình đã góp ý xong đội hình của hai cái bạn này thì mình sẽ góp ý thêm đội hình của những cái bạn khán giả yêu cầu mình về đội hình của bạn ý trong cái video mới nhất nhá. Đầu tiên thì đây là đội hình của bạn Đức Anh. Đấy, hôm nay thì mình cũng muốn nói thêm với bạn Đức Anh này.
cái đợt trước mà mình phát trực tiếp ý thì mình cũng bảo rồi, bạn Tức Anh bạn ý yêu cầu mình cosplay đội hình của bạn ý rất là nhiều luôn. Đấy, bạn ý yêu cầu mình rất là nhiều luôn. Thì mình cũng đã trả lời bình luận với bạn ý là ờ bạn ơi, đội hình của bạn nó ngon quá, đội hình của bạn nó xịn quá, mình chưa có đồ. Đấy, mình chưa có đồ để mình có thể cosplay đội hình của bạn ý. Nhưng mà mình không biết là bạn Đức Anh bạn ý có đọc được bình luận của mình hay không, nhưng mà bạn ý vẫn tiếp tục yêu cầu mình cosplay đội hình của bạn ý, mà mình nói mà bạn ý không nhận được tin nhắn hay sao ấy. Thì đến ngày hôm nay thì bạn ý lại tặng mình một cái super thanh để mình gọi là nhìn nhận về cái đội hình của bạn ý. Thì mình không biết là bạn ý có nhận được tin nhắn của mình hay không. Mình sợ là kiểu bình luận nhiều quá mà không thấy gì, xong rồi kiểu bạn ý lại phải dùng đến super thanh để gây sự chú ý đến mình ấy. Thì mình không biết là có phải như vậy không. Thì nhân tiện đây thì mình cũng nói với bạn Đức Anh, và mình mong muốn là bạn Đức Anh đừng tua video và xem cái đoạn này nhá. Đây, con button của bạn ý này, minigun 12, minigun 8 này. Minigun 12 thì mình cũng hình như mình cũng có rồi. Minigun 8 thì mình không biết nữa, không biết mình có chưa nhỉ, mình không biết. Nhưng mà đợt trước ý, cái đợt trước mà bạn ý yêu cầu mình ý, là con button của mình này chưa được 6 sao như này đâu. Đấy, mình không làm được. Con shirt này thì ok. Đây, một con Scorpion này thì mình lấy đâu ra? Mình không có con Scorpion nào như bạn ý để có thể lắp chừng này vũ khí của bạn ý cả. Nên là mình không làm được. Kể cả con Eclipse này thì mình cũng không có một con Eclipse ngon như của bạn ý, nên là mình cũng không làm được. Đấy, con Gatecrasher này mình cũng không có, nên là mình không thể làm được cái đội hình này của bạn ý. Nên là mình mong bạn Đức Anh xem cái video này đừng có tua nha, để bạn hiểu là mình không thể cosplay đội hình này của bạn nha. Rồi thì mình nhận xét một chút nha. Đầu tiên là về con Scorpion này, mình phải nói thật với bạn ấy là nó hơi khó khi mà bạn dùng cái set cối liệu đạn ấy nhá. Tại vì cái cơ thể phần thân của con Scorpion này nó với phần chân ấy thì nó thuộc dạng là nó thấp hơn so với mặt đất. Đúng là nhìn trong cái xưởng này ấy, thì chiều cao của nó là hầu như là xem nhau đúng không? Nhưng mà khi mà cái con Scorpion này ấy, nó đi vào một cái thoải dốc nhá. Nó đi vào một cái thoải dốc mà nó ném cái cối lựu đạn này lên ấy, thì nó sẽ gặp tình trạng là khá là vướng. Còn nếu như là ở đây bạn dùng một con Panther đi nhá, thì ném nó lại dễ hơn rất là nhiều. Đấy, thực sự như vậy, dễ hơn rất là nhiều. Cái phần thân trên của con này với cái phần chân ở dưới ấy, nó lại gần với nhau ấy, nên là nó tạo cảm giác là lùn hơn về cái góc nhìn. Đấy, lùn hơn về góc nhìn so với những cái con mech khác. Nên mình cảm thấy là việc bạn sử dụng cái con Scorpion này nó không hợp lý với combo này cho lắm. Nếu mà bạn có tiền ấy, đội hình này chắc là bạn cũng nạp khá đúng không? Thì bạn có thể chơi con Scorpion này với siêu pháo này, với khẩu em này, hoặc với phóng đĩa này, hoặc là với phóng lao pháo xoáy là cái điều tuyệt vời nhất. Đấy, thì đó là cái lời khuyên của mình về cái con Scorpion này của bạn nhé. Shirt này của bạn thì chắc chắn rồi, cứ điện 12 mà tương bạn nhé. Cứ điện 12 mà đầu tư cho nó ok. Mình không nghĩ là bạn quá khó khăn về cái này đâu. Bastion Minigun 12 cũng là một cái sự lựa chọn rất là tốt thôi, không sao cả. Và ngoài ra thì mình cũng có lời khuyên cho bạn là có thể là phóng đĩa này, hoặc là khẩu bộc phá. Nếu như mà bạn đam mê chơi những cái giải đấu cận chiến rất là cài nhé. Đây, một con Eclipse rất là khỏe. Khi mà bạn đã nâng được cần này rồi thì rất là khỏe, chơi cấm diều rất là tốt. Với con Eclipse này ấy, thì nếu mà để tăng cái độ nguy hiểm và cái độ khó chịu cũng như độ an toàn của nó hơn ấy, thì bạn có thể là chơi bắn tỉa. Thì gợi ý của mình đây là đó là sự lựa chọn khẩu M12 nhé, rất là nguy hiểm luôn. Tiếp đến là một con Gatecrasher. Mình cũng đã nói rồi, những cái con kiểu huyền thoại các thứ như này này thì lượng HP nó lớn, năng lượng nó nhiều ấy. Tuy nhiên ấy thì cái sao nhỉ, nó chưa chắc đã vượt trội hơn nhiều những con mech khác. Điển hình bây giờ mình lấy là một con Panther. Bạn tại sao ở trong hầm chứa này bạn không dùng Panther nhỉ? Mình thấy là bạn có một con huyền thoại này, hai con huyền thoại này, ba con huyền thoại này, bốn con huyền thoại này, năm con huyền thoại. Hầm của bạn full huyền thoại. Nhưng mình có thể khẳng định rằng một con Panther sẽ khỏe hơn một con Gatecrasher. Nó sẽ khỏe hơn một con Scorpion. Tại sao bạn lại không chọn một con Panther nhỉ? Mình rất là thắc mắc, cũng rất là buồn khi mà bạn lại không lựa chọn Panther trong hầm chứa của mình. Mọi người đừng để những cái gọi là cái chữ huyền thoại của mấy con này nó làm cho các bạn bị mờ mắt. Nhưng mình nói thật, Panther Guardian vẫn là một cái sự lựa chọn nó rất là tốt nha mọi người nhá. Nó cày thì cũng rất là ok thôi, không cần phải nạp tiền như hai con này đâu. Được rồi, thì
Còn về set đồ này thì cũng ok thôi, set đồ của con Gatecrasher này của bạn thì cũng ổn áp thôi, không mình không có cái sự chê bai gì cả, nhưng mà mình cảm thấy rằng bạn bỏ con Panther đi là một điều tiếc nuối, thực sự như vậy nhá. Ok, thì mình đã nhận xét xong đội hình của bạn Đức Anh rồi nha. Tiếp theo đây là đội hình của bạn Long Nguyễn. Đội hình của bạn sử dụng chức năng Super Thanh tiếng 2 để tặng mình ấy, của bạn Long Nguyễn. Đây, một con Panther rất là tốt. Đấy, bạn Long dùng con Panther này rất là tốt luôn. Chả có cớ gì mà chúng ta lại bỏ gỡ một con Panther không dùng cả. Đây, Guardian cũng rất là tốt nha. Đấy, Bastion thì cũng rất là ok, Ikelix cũng rất là được. Với đội hình của bạn Long Nguyễn thì mình có lời khuyên như này. Về tổng quan đội hình của bạn là rất hợp với ý của mình luôn. Thực sự rất hợp với ý của mình luôn. Panther Guardian là một con mình khuyên mọi người lựa chọn, cày chay các thứ rất là tốt, không có gì ấy cả. Bastion là một con mech mà mình cũng rất là thích ở cái thời điểm hiện tại. Lượng HP lớn này, khống chế này, vũ khí thì 12, năng lượng tối đa rất là đa dạng. Một con Eclipse có thể là khi mà trong lúc nó dùng kỹ năng nó không bị khống chế, những cái loại khống chế kiểu hiệu ứng khóa chân các thứ ấy thì cũng rất là tốt. Khi mà bạn cấu rỉa hoặc là cận chiến cấu rỉa các thứ thì nó rất là ok. Còn về cái con kill shot này thì mình có lời khuyên như sau. Nếu như mà bạn muốn sử dụng cối tên lửa thì bạn có thể đầu tư lâu dài cho kill shot. Còn nếu như mà bạn không muốn sử dụng cối tên lửa thì mình nghĩ rằng bạn nên hướng đến một con shot ở đây. Đó, với một con shot ở đây mà bạn không chơi cối tên lửa nhá, thì đội hình của bạn nó sẽ hoàn hảo hơn rất là nhiều. Bạn có một con không bị khống chế này, và bạn có một con khống chế được con khác này. Bạn có một con này có thể là dựng rào bắn tỉa cầu từ xa được này. Bạn có con này chơi từ xa và chơi cận chiến cũng được này. Bạn có con này chơi cận chiến rất là ngon. Thì đó là một cái đội hình rất là tuyệt vời mình đưa ra cho bạn Long Nguyễn nha. Đấy, về căn bản là bốn con này là bốn con mà rất là tốt rồi, đội hình bạn sử dụng rất là tốt luôn. Còn con cuối này này, với con kill shot này này, thì lời khuyên của mình là nếu mà bạn có thể để chơi cối nó sẽ ngon hơn. Còn nếu mà bạn không chơi cối ấy, thì lời khuyên của mình ở đây bạn nên thay kill shot vào một con shot nhá, thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Còn về những cái này thì bạn sẽ mất nhiều thời gian để nâng cấp đấy, bạn sẽ mất nhiều thời gian để nâng cấp á. Về căn bản thì cũng không sao nữa đâu. Đấy, còn quá là lâu để mình có thể nói về con Bastion này của bạn, tại vì nó mới có 3 sao thôi. Thì bạn cứ xem là bạn lắp được vũ khí nào thì bạn cứ lắp cho nó chơi tạm nhé. Lắp cho nó chơi tạm. Hoặc nếu mà bạn thấy nó chống chịu không tốt ý, thì bạn cứ vứt nó trong kho đi. Vứt nó trong kho đi rồi có gì chúng ta nâng cấp đến khi nó khỏe khỏe chúng ta lôi ra nhé. Ở đây mình thấy phi công của bạn ý, thì cũng chưa phải là quá là ngon đâu. Thì bạn cũng xem xét tình hình như nào, tích góp một chút điều kiện để đầu tư cho phi công nhé. Như thể ở đây mình gợi ý là phi công phóng đĩa chẳng hạn, thì bạn nên có một cái phi công phóng đĩa tốt nhé. Mình nghĩ là Panther phóng đĩa sẽ là chủ lực rất tốt trong cái đội hình của bạn đấy. Được rồi, thì mình đã nhận xét xong đội hình của hai bạn khán giả mà sử dụng chức năng Super Thanh để mình nhận xét đội hình của các bạn ý nhé. Tiếp theo đây là danh sách những cái bạn mà mình sẽ nhận xét trong cái video ngày hôm nay luôn. Đấy, để mọi người, ai nào người ta xem và người ta đỡ nói này nói nọ là mình chỉ đợi Super Thanh để mình nhận xét thôi. Thì mình sẽ nhận xét thêm đội hình của những cái bạn khán giả này nhá, để coi như là cho mọi thứ nó công bằng. Đầu tiên bạn này, bạn ấy bảo là ok, bạn ấy đăng ký kênh rồi, đánh hóa đội hình cày chay của bạn ý, mới 2k lực chiến thôi, ID của bạn ý. Chúc mình với lại kênh này hơi trễ nhưng nó ok, không sao cả. Mình cũng cảm ơn lời chúc của bạn nhá. Chúng ta cùng xem đội hình của bạn ý nhá. Wow, bạn này bạn ý đang hạ lực chiến rồi. Rất là tiếc cho bạn nha. Rất là tiếc cho bạn. Bạn đang hạ lực chiến thế này thì mình cũng... Thật ra đây không phải là hạ lực chiến, mà bạn ý đang kiểu lắp vui, lắp linh tinh ấy. Thì mình rất tiếc là mình không thể đưa ra lời nhận xét cho đội hình của bạn được nữa nhá. Bạn lắp như này thì mình biết làm sao bây giờ. Rồi mình trả tim cho bạn ý nha. Tiếp theo là bạn... Không biết bạn này nên đọc là bạn gì Nguyễn nhỉ? Võ Nguyễn này. Chắc là Võ Nguyễn đúng không? Đấy, thì bạn ấy có bình luận 2 lần liền, bình luận ở 2 video liền. Thì hôm nay mình đội hình có ổn không, là fan mới chơi ok. Đây là một trong những điển hình, những cái câu mà mình sẽ không phản hồi nha. Đấy, bạn ấy hỏi là đội hình có ổn không, này có ổn không. Thì những cái câu kiểu này thì mình sẽ không phản hồi nha. Mình sẽ không phản hồi kiểu là đội hình có ổn hay không nha. Mình sẽ không phản hồi những cái bình luận này đâu, mà mọi người phải
bình luận rõ là mọi người phân vân cái gì ấy, thì mình mới góp ý được. Chứ mọi người chỉ có chung chung là xem đội hình của bạn có ổn không thì lần sau thì mình sẽ không ấy nhá. Rồi mình copy ID bạn nhá. Rồi ok, ở đây chúng ta có một bạn chắc là cũng mới chơi vài ba hôm đây. Cùng xem nhá. Rồi một con Slingshot với khẩu Javelin 4 này. Một con Puma. Rồi con Puma này không ổn cho lắm nha. Một con nhện. Rồi rất là ổn luôn. Một con Airy. Rồi mình không thích cái khẩu vũ khí này cho lắm. Một con Juggernaut. Thì mình góp ý đội hình của bạn như sau nhé. Đội hình mình góp ý của bạn như sau. Bạn mới chơi thì rất tiếc là bạn đã mua quá nhiều robot. Đấy, bạn đã mua quá nhiều robot trong khi vũ khí của bạn thì bạn chưa đầu tư nhiều. Đấy, bạn chưa đầu tư nhiều. Mình cũng có một cái nick phụ nhá. Mình cũng có một cái nick phụ, và với cái phân khúc lực chiến kiểu này thì cá nhân mình thấy thì bạn cũng nên chỉ đầu tư 3 con robot thôi. Đó, 3 con robot thôi hoặc 4 con robot thôi. Bạn chưa cần phải mua cái ô thứ 5 đâu. Đấy, bạn chơi tiết kiệm là bạn phải chơi như vậy thì nó mới giúp bạn mua đồ nhanh được. Với cái thời điểm mà bạn mới chơi này, tầm này thì bạn chưa cần phải mở cái ô thứ 5 đâu. Cái con Slingshot này với khẩu phóng lao 4, ok, rất là tốt, rất là tốt. Và con Puma này thì bạn cần nâng thêm. Nâng thêm và... Để xem nào. Ok. Đấy. Cái con Puma này thì mình thấy là bạn nên chọn cái khẩu phóng lựu 6 năng lượng. Phóng lựu 6 năng lượng thì nó rất tốt cho con này. Cái nick phụ kia mình đang dùng là cũng rất là ok, rất là tốt. Con nhện này thì bắn tỉa thì ok rồi, không có gì để chê cả. Đấy, cái con Airy này thì bạn có thể xem xét là tính sao để lắp mua cho nó, sắm cho nó cái bệ tên lửa 6 năng lượng nhé, thì sẽ tốt hơn. Còn con Juggernaut này thì súng săn 4 này còn áp thôi. Nhưng mà mình thấy là nếu như mà bạn không mua cái con Juggernaut này thì bạn sẽ có tài nguyên hơn để bạn mua vũ khí cho những con này nhá. Thì lời khuyên của mình cho cái hầm chứa của bạn thì chỉ có vậy thôi, tại vì bạn cũng mới chơi mà. Thì rất tiếc là bạn đã mua ô thứ 5 rồi thì nó sẽ hao hụt tài nguyên của bạn khá là nhiều. Và bạn cũng mua cái khẩu này nữa chứ, bạn mua khẩu này thì mình cũng đánh giá nó không có cao cho lắm. Thì thực sự là như vậy. Ok, mình thả tin cho bạn ý nha. Đây này, đấy, lại một cái bình luận kiểu như này này, mong góp ý đội hình. Đấy, kiểu các bạn ý không nói là các bạn ý phân vân cái gì ấy, các bạn chỉ nói một câu là mong góp ý đội hình thì mình lần sau mình sẽ không phản hồi những cái bình luận kiểu như này đâu nhá. Uầy, các bạn ấy kỳ cục nhỉ, các bạn ý tháo hết hầm chứa rồi, các bạn ý chả để con nào cả. Rồi mình thả tin cho bạn ý nha. Đây, bạn ý bảo mình góp ý đội hình và bạn ý là người mới chơi. Được rồi, ok. Đấy, mọi người thấy không? Mình không biết là bạn này, bạn ấy mua cái ô thứ 5 hay chưa, nhưng mà cá nhân mình thấy là cứ 4 con thôi. Mới chơi thì cứ tầm 4 con thôi là được rồi. Mọi người mà xem kênh mình lâu ấy, mọi người có biết là ngày trước mình chơi 4 con thôi, ô thứ 5 á. Mãi sau mình mới mở, mình chơi kiểu mình chơi nhây lắm, mình chơi mình tiết kiệm ấy, mình có mở ô thứ 5 đâu, mình cứ chơi 4 con thôi. Chả làm gì được mình cả, chơi vẫn rất là tốt, không sao cả. Ở đây bạn có một con Halogon rồi, nhưng mà tiếc rằng vũ khí thì nó chưa ok cho lắm. Bạn phải mua cái khẩu Spartma này, nó thực là bắn rất là chán luôn. Con Slingshot này phóng lao 4, một cái combo mạnh và rất là cơ bản thôi. Con Lancer này bạn lắp shotgun này cũng được, nhưng mà theo mình ý, là bạn nên cố gắng mua một con Puma nhé. Bạn mua một con Puma ở cái khung lực chiến này của bạn ấy thì nó sẽ ổn áp hơn và khỏe hơn rất là nhiều. Và đây, một cái combo quốc dân của mấy bạn mới chơi thì con nhện với khẩu phá tầm xa 8 này là một cái sự lựa chọn rất tốt nhá. Về phi công thì mình thấy là bạn cũng chưa cần mua đâu. Đấy, thực sự như vậy, mình cũng đang chơi cái nick mới của mình thì nó cũng kiểu xem một chiến như của bạn à. Mình cũng chưa cần mua phi công mà mình chơi cũng thấy rất là ok. Có chăng ấy thì bạn nên cố gắng là phi công cho con này này. Con này thực sự sẽ là một cái chủ lực mạnh và đáng gờm trong đội hình của bạn nhé. Có cái gì ở kết liễu đối thủ rất là tốt, nên bạn cố gắng mua cho nó một cái phi công màu xanh thôi cũng được. Để xem nào, trong có cấy ghép nào không, lắp cho nó cũng được. Còn với các con Paragon này thì bạn nên cố gắng nghĩ đến cái phóng lựu 6 nhá. Cái phóng lựu 6 nó sẽ tốt hơn. Chứ còn cái khẩu Plasma này thì bắn nó chán lắm. Thì đó là lời khuyên của mình dành cho bạn nhé. Tiếp đến là một bạn hội viên trên kênh của mình. Đây, bạn ấy lại bảo là đội hình thế này có ổn chưa. Đấy, những câu hỏi nó rất là chung chung luôn ấy. Nó rất là chung chung luôn. Nếu như bạn hỏi kiểu này thì bạn có thể hỏi cụ thể rằng
là ví dụ đội hình này có con Lancer lắp như này đã tốt chưa, hoặc đội hình có con Hunter lắp như này đã tốt chưa. Chứ mọi người cứ nói là đội hình như này ổn chưa thì mình không muốn trả lời những cái câu như này đâu nhá. Được rồi, đây là bạn cuối cùng của chúng ta nha. Bạn này nạp cũng khá là ghê đây. Với đội hình này thì chắc chắn là bạn có con Panther đúng không? Tại sao bạn không dùng Panther nhỉ? Mình không hiểu tại sao bạn không dùng Panther nhỉ? Nếu như mà bạn dùng Panther nhá, thì theo mình bạn nên thay Panther cho con Zephyr này. Còn con Brick này thì tại vì cấu rỉa tầm xa cũng rất là tốt khi mà bật kỹ năng ấy. Nên là thôi, còn theo mình là bạn nên thay con Panther cho cái con Zephyr này sẽ tốt hơn. Ok. Rồi, con sót này đang sao thấp nên thôi thì bạn cứ cố gắng đầu tư thêm nhé. Phi công của bạn thì cũng con này chưa được chuẩn chỉ cho lắm. Hai con này khỏe nhưng mà phi công thì cũng chưa được chuẩn chỉ cho lắm. Cái đội hình của bạn thì mình chỉ có cái lời khuyên với con Panther thôi. Bạn nên cho con Panther vào đây, nó sẽ giúp bạn rất là nhiều. Che chắn nó sẽ tốt hơn, giúp bạn có những pha giao tranh nó an toàn hơn nhé. Chứ nhiều khi con Zephyr này ấy, mình xem cái ghép này này. Của bạn ấy cũng có thời lượng kỹ năng này. Ok, với con Zephyr này thì theo mình chơi FFA thì nó sẽ ngon hơn. Còn thường thường mà chơi cột mốc ấy, thì bạn thay con Panther ở đây nó sẽ tốt hơn nhé. Với những cái con này thì thôi, mình cũng không có lời góp ý gì nữa đâu. Tại vì mức sao của nó thì như thế này bạn lắp cũng là ok rồi. Mình cũng không có cái ý kiến gì cả nhé. Được rồi, vậy là mình đã gọi là nhận xét xong đội hình của hai bạn, gửi mình cái Super Thanh cũng như là nhận xét thêm những cái bạn khán giả khác để đảm bảo cái tính công bằng, để không bị những cái bạn nào mà bạn ý có những cái lời lẽ xỉa soi đến cái vấn đề này của mình nhá. Tiếp đến là cái nội dung về cái hệ thống mới. Cái hệ thống mới thì người ta có thông báo là tuần cuối của tháng 8 đúng không? Thì có nghĩa là tuần này đúng không? Nhưng mà cá nhân mình thấy là các bạn nhìn thấy cái sự kiện này không? Đấy, 4 ngày nữa mới kết thúc này. 4 ngày nữa mới kết thúc này. Đây này, toàn 4 ngày mới kết thúc. Thì mình thấy là có lẽ phải đến tận cuối đấy, cái ngày cuối cùng của tháng 8 nó mới update cái hệ thống mới. Hoặc có thể là bước sang tận ngày đầu tiên của tháng 9 nó mới update cái hệ thống mới. Đấy. Chứ mình không nghĩ là đang như thế này mà người ta update cái hệ thống mới đâu. Người ta nói là tuần cuối của tháng 8, không có nghĩa là cái đầu tuần này là người ta update luôn. Nhiều bạn cứ hỏi mình là hôm nay có cập nhật phiên bản mới hay không, hôm nay có cái phiên bản mới hay không, khi nào cập nhật vậy. Đấy thì mình muốn là mọi người cứ bình tĩnh nhé. Cứ bình tĩnh, người ta đã đăng lên hẳn cái trang Facebook công bố với cộng đồng công khai như vậy rồi, là người ta sẽ phải có trách nhiệm thực hiện cái lời nói đó. Còn tuần cuối của tháng 8 là ngày bao nhiêu thì người ta vẫn không còn nói. Đấy, nên mình nghĩ rằng ấy, chắc phải đến tận ngày cuối của tháng 8 cơ. Nên là mọi người cứ bình tĩnh nhá. Mọi người cứ bình tĩnh, mọi người đừng có xôn xao vội. Mình muốn trấn an các bạn là như vậy. Tiếp đến là về cái này, cái kho tài sản này. Thì mình thực sự bây giờ mình cũng, cái mục tiêu cày cái khóa này của mình nó đang bị giảm bớt đi rồi. Nếu như mà khi mà mình đợi sang phiên bản mới ấy, mà cái kho tài sản này nó vẫn không có cái sự thay đổi nào gì đó tích cực hơn, thì mình nghĩ là mình sẽ làm một cái video mình quay hết cái này. Để mình quay hết cái này để cho mọi người có một cái video vui vẻ, để xem nào chúng ta có cái cơ hội. Từ từ nha. Làm skin thế. Đây. Đấy, 750 coin thôi cũng là ngon rồi, không có gì cả. Đấy, chẳng có nhẽ mà hơn 700 cái vé quay này mình không được nổi 750 coin rồi. Mình nếu có gì mà không có gì... Tự nhiên nói hơi ngáo. Nếu có gì xong lại không có gì, cái này mà đang là min thì chắc là vỡ mồm mất. Nếu như mà phiên bản mới mà người ta không có cái sự đả động gì đến cái này ấy, thì mình sẽ làm một video mình phá hết cái cây này nhá, để cho mọi người có một cái video tham khảo nhá. Chứ giờ mình cảm thấy là cày cái khóa này nó cũng không còn quá là nhiều giá trị đối với mình nữa, khi mà chúng ta chỉ còn những cái xác suất này. Và đây, cái event này thì mình cũng đang làm đấy. Cái con Airy của mình thì thực sự là skin nó chẳng có cái nào ra hồn cả. Nên là mình cũng rất hy vọng là mình sẽ lấy được cái skin này. Một cái skin rất là chiến của con Airy luôn. Rất là chiến luôn. Các bạn không biết hoàn thành được bao nhiêu phần trăm rồi nhỉ? Mình cũng dạo này mình làm bên test server nhiều quá. Mình cũng chưa có thời gian. Đội hình này thì hiện tại mình đang cày kinh nghiệm cho cái phi công
về cái tia trọng lực này của mình. Các bạn cũng thấy là mình rất nhiều Ercoin đúng không? Nhưng mà mình không nâng cấp. Đối với mình, bỏ Ercoin ra nâng cấp phi công là điều gọi là khẩn cấp lắm mình mới làm. Ví dụ ngày mai rất nhiều bạn yêu cầu mình làm về một con phi công mà mình mới có một sao chẳng hạn, thì mình sẽ phải gấp rút mình dùng Ercoin để mình nâng cấp, chứ mình sẽ chẳng dùng Ercoin mình nâng cấp đâu. Chơi nhiều thì nó cũng tự lên thôi, chả sao cả. Chúng ta sẽ có những các con phi công tím, khi mà chúng ta chơi nhiều nó sẽ lên thôi. Con này cũng vậy, mình cũng đang cày điểm kinh nghiệm cho nó này. Đây, con cối tên lửa này thì mình chơi nhiều nó cũng lên tím đây. Mình chả mất cái đồng Ercoin nào cho con này cả. Hầu hết là phi công của mình thì mình toàn cày chay thôi. Tất cả là mình cày chay lên sau tím hết. Chơi win một trận thì nó cũng cộng điểm kinh nghiệm phi công khá là nhiều, nên mọi người yên tâm nhé. Có con này là mình dùng tiền nâng cấp này này. Con đây này. Cái con này là mình dùng tiền nâng cấp, tại vì cái đợt trước mình tham gia cái video giao lưu chiến đấu với những ông YouTuber khác ấy, thì mình phải nâng cấp con này để mình dùng cái cối lựu đạn, không thì không được. Này, có mỗi con này là mình bỏ cái coin ra mình nâng cấp thôi. Còn lại ấy, là phi công của mình toàn là cày chay hết. Này, toàn cày chay lên sau tím hết. Chả con nào mình bỏ tiền cả. Thì đó là tất cả những gì mà mình muốn truyền đạt với mọi người trong cái video này, để mọi người hiểu hơn về cái Super Tank cũng như về những cái gì mình đang làm. Mình làm thì mình có gì mình nói vậy, có bạn các bạn tặng thì mình cảm ơn, chứ mình cũng chẳng có cái trò hay tiểu xảo gì cả. Nhưng mà đôi khi vẫn có những cái bình luận nó gây tổn thương rất là nhiều. Các bạn, mình nghĩ rằng các bạn nên gọi là học cách gọi là nhìn nhận thêm về mọi thứ trước khi mà có những cái lời bình luận tổn thương như vậy. Các bạn cứ bình luận như vậy các bạn thì không thấy gì đâu, nhưng mà người đọc thì người ta sẽ rất là tổn thương nhé. Được rồi, mình sẽ làm một trận game để mình kết thúc cái video này của mình nhé. Cái video hôm nọ thì mình có che tên nhưng mà nó che không có hết. 3, 2, 1, go. Cái lúc mà mình che tên ấy thì mình cũng gọi là sao nhỉ, nói cho một chút để các bạn hiểu như này nhá. Trong một cái khung hình như này này, nếu mà để che một cái đối tượng nào đó trong khung hình ấy, thì điều tốt nhất là đối tượng đó không di chuyển trong khung hình. Có nghĩa là vị trí của cái đối tượng đó nó sẽ không thay đổi. Từ mình đây, ví dụ con này chẳng hạn, nếu mà nó cứ đứng yên như này này, đấy, nó cứ ở cái vị trí này thì sẽ rất là dễ. Ok. Nhưng nếu mà mình quay như này một cái này, đấy, thì các bạn sẽ thấy là cái đối tượng của chúng ta sẽ dần dần biến mất khỏi khung hình, đúng không? Đấy, thì mình lại phải dùng cái kỹ thuật edit của mình đi cái keyframe cho nó, để mình gọi là làm mờ chạy theo cái đối tượng ấy. Mình làm mờ chạy theo cái đối tượng để nó làm mờ, nên là có một chút sai sót khi mà mình kiểm tra thiếu ấy. Mình ngồi mình dò từng chỗ khung hình một ấy mà, nhưng có chỗ nó bị thiếu thì mong các bạn thông cảm cho mình nhé. Chứ không phải là mình cố ý đâu. Mình ngồi mình dò từng khung hình một, rồi mình che thủ công ấy. Mình che thủ công theo từng keyframe một, nên là nó có thể có chút sai sót thì mọi người bỏ qua cho mình nhé. Thì lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm. Ok. Trận này thì chắc là toàn bot ấy. Có... con này nó quất rồi. Rồi, chung là chắn nha. Đấy, mọi người dùng Hunter thì mọi người sẽ có thể đảm bảo được an toàn hơn cho bản thân so với việc mà dùng một con Zephyr, đúng không? Với trường hợp vừa nãy mà dùng Zephyr thì chắc chắn là khả năng cao là các bạn bay màu rồi, chứ còn gì nữa. Chứ dùng Hunter thì nó sẽ an toàn hơn, đúng không? Mọi người nên dùng Hunter nhé, đừng bỏ phí một cái con mech tốt như thế này nhé. Hunter rất là tốt mà. Có nhiều bạn cứ mải mê chạy theo những con huyền thoại, xong rồi các bạn cứ bỏ bê những con này. Hunter Guardian là một cái con rất là tốt mà nhiều bạn cứ bỏ qua. Mọi người nếu mà có nhiều tiền để nạp ấy thì hãy đầu tư vũ khí thay vì cậy đua theo những cái con mà nó có cái mẫu mã huyền thoại ấy. Cái không, nó chỉ được cái gọi là cái mã ngoài thôi. Nó không, mình không chê quá là ghê, nhưng mà những con tím như Panther này cũng rất là tốt rồi ấy. Rồi, để mình đưa Nemesis rồi. Master. Okay. Dòng coi, vẫn kịp bắn một phát son dâm của nó. Còn một
con này thôi, nhưng mà chắc mình không ăn được rồi. Ồ, ngon. Ok, 14 điểm, hơi ít mà hơi xanh. Được rồi, video buổi trưa nay thì mình chỉ muốn nói với bạn các bạn những thông tin như vậy thôi. Thì rất mong là các bạn ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video này đến cuối. Mình hy vọng là sẽ nhận được những cái lượt đăng ký kênh mới này, những lượt like, những dòng bình luận của các bạn để kênh cũng như video của mình phát triển hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.